chào anh chị đã quay trở lại kênh xe chính hãng ha. Thì hôm nay em sẽ lên hai con máy, loại máy đào mini nha quý vị. Dòng này thì làm các công trình nhỏ hay rào rãnh ở các hẻm nhỏ nha. Thì anh chị nào quan tâm dòng này thì cứ liên hệ em ha. Con này thì dòng là dòng Hyundai của Hàn nha quý vị. Hyundai với số loại là HX17AZ nha. Con này gầu thì 0.04. Con này thì dùng cho anh chị nào mà đang cần làm các công việc nhỏ nhỏ ha, hoặc là các cấp nước thì con cặp này thì em về cho cấp nước nha. Tâm cái dòng này thì liên hệ với số điện thoại phía dưới của em ha.